Trường tiểu học công đức đã có mặt đầy đủ và được ngày hôm nay là chúng ta
là được chính cho các thầy giáo cô giáo và giải các chỉ đạo cho nhân viên và các vận viên đi làm cũng đến. Sau đây xin ra mặt ban tổ chức xin thông qua chương trình của ngày hội ngày hôm nay. Phần thứ nhất, con hẹn cảm ơn chúng ta đã làm rồi. Chào toàn bộ các chuyên đội và các đồng nghiệp từ bốn lý do đến từ đại biểu. Phần thứ tư, chúng ta sẽ ôn lại truyền thống 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 65 năm phong trào Hồ Chí Minh tuyên truyền hình thức đại đoàn các cấp của công tác phụ trách đội chiến binh liệt quan Hồ Chí Minh. Và phần thứ năm, chúng ta sẽ mặt hiểu lễ trồng những cờ lát tốt biểu duy là cao đại bác. Thứ sáu, chúng ta sẽ chuyển sang phần sáng tạo ngày hội sáng tạo của tem. Chúng ta sẽ tìm hiểu về tờ tem và các hoạt động vui chơi về tờ tem trong ngày hội ngày hôm nay. Và cuối cùng phải chúng ta sẽ tổng kết bế mạc và trao giải. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo cô giáo và các em học sinh đến với mục đích tuyên truyền giáo dục về lịch sử hình thành phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, những cột mốc đáng nhớ, những thành quả của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc và yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho đoàn viên kỷ niệm 65 phong trào hùng tốt tuyên truyền nghị quyết đại đoàn cấp trong công tác phụ trách đoàn viên tiền phong Hồ Chí Minh. Sau đây các bạn đã được tức trước xin trân trọng kính mời anh Ngô Lương Sơn, bí thư đoàn xã, chủ tịch hội đồng bộ xã Tư Đức sẽ lên ôn lại ý nghĩa lịch sử 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 65 phong trào hùng tốt tuyên truyền nghị quyết đại đoàn các cấp trong công tác phụ trách đồng chí liên tiền phong Hồ Chí Minh. Sau đây xin trân trọng kính mời anh. Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các bạn đoàn viên nhi đồng thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày tháng 3 lịch sử, tháng thanh niên, tháng của tuổi trẻ và tinh thần nhiệt huyết, khát vọng tuổi trẻ xã Dân Đức nói riêng và tuổi trẻ tỉnh Bắc Giang và cả nước nói chung. Đoàn Thanh niên Cộng sản ở Việt Nam trở thành một dấu mốc lịch sử quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam. Từ đây, những người cộng sản trẻ tuổi đã có trong riêng cho mình một tổ chức đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và diện của Đảng, trở thành lực lượng tin cậy của Đảng, lực lượng lớp đảo của quân chính kích cách mạng trường học xã hội chủ nghĩa thanh niên Việt Nam, luôn phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngay sau khi thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là xung kích Việt Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh hy sinh vì tổ quốc tiêu biểu như anh Lý Minh Trọng với công lao nổi tiếng trước tòa án của nhà tù. Phát động phong trào nghỉ quốc phát triển thành công đoàn khóa 3 đã đánh giá phong trào lớp sáng đàn thân lớp gia đình quân nhân trải qua 60 năm duy trì và phát triển. Ngoài ra thì với những lực lượng này đã đổi mới và bảo vệ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 60 năm qua thì phong trào nhiều việc tốt đã tham gia để chúng ta ôn lại truyền thống đoàn thanh của quốc đoàn qua đó là nhà trường công ty Tân Việt đã thành sự quan tâm phối hợp để thực hiện nhiệm vụ. Một lần nữa, trước khi dừng lời, thay mặt cho ban chấp hành ban thường vụ đoàn xã, tôi xin được gửi tới các vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho các em học sinh học tập tốt, rèn luyện chăm, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan bác hồ. Mai này sẽ trở thành người đoàn viên ưu tú, công dân gương mẫu, góp phần xây dựng quê hương Dân Đức giàu đẹp. Kính mời quý vị đại biểu, khách quý, quý thầy cô cùng toàn thể các bậc phụ huynh học sinh thưởng thức màn dân vũ Slapdog với bài Thiếu nhi làm theo lời Bác do các bạn học sinh trường tiểu học Dân Đức biểu diễn. Xin được kính mời. Thank you.
lấy được thế được rồi, vẫn chưa có thế. Thế đó, chúng ta sẽ ngồi sang tàu để chương trình chúng ta được tiếp phần nào. STEM là một mô hình giáo dục hiện đại, tích hợp nhiều môn học kỹ năng cần thiết để giúp học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ và thể chất. Phương pháp giáo dục STEM trang bị cho các em học sinh những kiến thức và kỹ năng liên quan đến 4 lĩnh vực: khoa học, toán học, kỹ thuật và công nghệ, để cho nhiều bạn nhỏ có cơ hội được trải nghiệm và hiểu hơn về phương pháp giáo dục STEM. Thì ngày hôm nay, trường tiểu học Dương Đức đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và đào tạo Tân Chí đã tổ chức ngày hội thiếu niên vui khỏe kiến thức liên đoàn sáng tạo STEM. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc cho ngày hội của chúng ta được diễn ra thành công tốt đẹp ạ. Vô cùng sôi động và chỉ đoán là tất cả các em đều sẽ rất thần kỳ Doraemon không? Chị cảm ơn em nhé. Các em có muốn được gặp nhân vật Doraemon ngoài đời không ạ? Và để tiếp theo chương trình, xin một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng Doraemon và trợ lý của Doraemon là Phương Kiều Trang ạ.
Màu này nó như thế nào? Có gì nhỉ?
bất mãn của bạn. Tại sao? Tại vì những câu ấy như thế nào? Sực sỡ rồi. Nói như thế nào nhỉ? Nó hoàn toàn đúng. Bảy câu thứ nhất là bảy câu khác nhau rồi. Nhưng bảy câu vòng thì những câu ấy sẽ gặp lại nhau đúng không ạ? Thì bảy câu vòng thì cũng chỉ có mấy câu? Bảy câu. Rồi tặng hai em với em một phần quà nào. Nhiều bạn cũng phong bên này bảo cô có 49 màu. Không. Bên này đúng không? Nhưng có phải là có 49 màu không? Mà nó chỉ có mấy màu. Rồi câu hỏi cuối cùng này. Cuối cùng. Cuối cùng bây giờ chọn câu dễ hay câu khó? Khó gì thế? Câu dễ à? Câu hỏi khó tiếp theo như sau. Cô bé quạt khăn đỏ đội nón màu gì? Quay vàng ạ. Quay vàng màu đồng ạ. Xin chúc mừng em ạ. Vâng, chưa đã đăng ạ của chương trình ạ. Không phải là đâu ạ. Cô bé quạt khăn đỏ gì ạ? Đội nón màu gì ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin mời tất cả các bạn chúng ta ngồi cùng với vị trí của mình. Xin mời các bạn chúng ta ngồi yên vị trí nhá. Và nào muốn được quà phải ngồi yên tại chỗ thì chú Hai mới tặng quà cho nhé.
Thank you.
rồi. Bye.
200 đồ bên này xiên, liệu rằng là các bạn ấy xiên được bao nhiêu que. Những bạn còn lại ở bên này mỗi bạn nhận một phần quà và chúng ta di chuyển về chỗ. Nếu như xiên được 100 que vào túi này, mỗi bạn ở trong đội này sẽ nhận được 2 phần quà. Nhớ là nước không. Bởi vì chúng ta đâm mạnh quá thì sẽ bị chảy, còn đâm nhẹ nhàng thì sẽ không bị chảy. Tại sao đâm nhẹ nhàng nó không chảy được, trong khi đó vẫn tạo ra một lỗ thủng nữa mà? Vì cái cây nó chặn lối đi của nước. À, rất thông minh, một tràng vỗ tay thật lớn cho bạn ấy nào. Học sinh của chúng ta vô cùng thông minh. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng đến với những chú rùa, những con ngựa, rồi những chiếc bao bố để chúng ta nhảy với tinh thần đồng đội thật là sung hay chưa? Sẵn sàng chưa? Đội nào ngồi lên, đứng lên là không được đi nhá. Đứng lên là không được di chuyển. Vũ Thu Hương sẽ nhắc chúng ta về vị trí của các khối như sau. Có khối 1, khối 2 và khối 5. Khối 1 chúng ta sẽ rồi nha. Đây là chiếc xe chạy bằng bóng bay. Và ở sân to với này. Tiếp tục khối lớp chiếc bàn nâng thủ lực. Chúng ta sẽ nhận nâng đồ dựa vào chiếc bàn nâng. Và lượt 1 trò chơi Tip Ring sẽ dành cho khối lớp 4 với lại theo vị trí lớp của mình. Chúng ta sẽ dẫn các học sinh lên sang khu vực ghế đằng sau và để những khu vực vị trí chạy đồng góp của khối lớp mình. Xin mời khối lớp 2 chúng ta trồng ghế, thu ghế và chúng ta di chuyển các khu vực sân lớn ghế đằng sau, đứng sát xuống khu vực kẻ đôi để lấy các động giải ba cho những hoạt động. Chúng ta thu ghế, sau đó chúng ta đứng sát khu vực ghế này là nhà kẻ đôi. Mm-hmm.
Thank you.
một không không không, và đấy là khác. Chắc này có một con hình vuông. Chúng ta quay thỏ quay chuồng này, chúng ta quay thỏ quay chuồng này về vị trí. Không phải đi chân lùi, không phải là chế. Chúng ta quay về vị trí. Sắp chưa? Dán động cơ lên nào các bạn, lên chưa, dán động cơ lên. Lớp 2A đủ điện nhé chưa? Lượt lớp 2B.
chúng ta sẽ di chuyển sang bài đọc khác.